Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Nay mình mới mua được mấy viên pin lipo này. Đây, viên này là viên 4S, dung lượng là 860 mAh, tổng xả của nó là 45C, pin lipo. Video hôm nay mình sẽ tách cái viên 4S này thành cái viên 3S. Đây mình có mua 3 viên 4S. Mình sẽ tách 3 viên 4S này thành đóng thành 4 viên 3S. Tách cell ra, đóng thành 4 viên 3S. Pin này để chạy RC cần tổng xả rất là cao, 45C. Đây 4S 14,8V này. Khi mà tách ra 3S thì nó sẽ là 12V. Rồi, bây giờ mình sẽ tách 4S này ra để đóng thành 3S nhé. Đây 4S này nó có 4 cell này. Khi các bạn tách pin lipo này, chú ý là đừng có làm thủng nó là nó nổ đấy. Đây các bạn, đây có 4 cell này. 4 cell đấu nối tiếp nhau. Đây 0V này. 4V này. 8V này, 12V này. Và 14V. Mình sẽ đo các điểm của pin cho các bạn xem này. Đây là 0V này. Điểm này sẽ là 4V này. Và 3,6. Điểm này là 7,4 này. 11. Và đây là 14V. Giờ mình sẽ nhả cái dây ba lần này ra trước nhé. Sau đó mình sẽ tách một cái cell này ra. Mình sẽ tách cell ngoài cùng này ra. Đây, như vậy là mình đã tách ra thành còn 3 cell thôi. Mình sẽ dùng một cái jack balance của pin 3S. Mình sẽ hàn lại thôi. Dây đầu tiên này sẽ là 0V này. Dây tiếp theo là 3,7V này. Dây tiếp theo là 7,4V này. Và dây cuối cùng là 12V này. Đấy, các bạn hàn lần lượt như vậy. Điểm 0V sẽ vào đây.
Mình sẽ thay cái rắc nguồn này bằng cái rắc GST này. Các bạn hàn như thế này. Đây là rắc nguồn. Còn đây là dây sạc balance, sạc cân bằng ấy, sẽ sạc cân bằng cho cả ba cell pin này luôn. Các bạn cứ hàn như thế này là được. Mình sẽ đo lại xem nó đủ 3 hết cho nhé các bạn nha. Đây là điểm 0V này. 3,7V này. Đấy, 3,6. 7,4 này. Và đây 11V. À điểm này. Như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ nhỏ cái keo nến vào đây. Nhỏ keo nến vào để cho nó cách các cái điểm tiếp xúc. Như vậy là mình đã được một cái cục pin 3S rồi. Tách từ cái viên 4S này ra. Đây, cell của nó đây. Để sạc nó mình dùng cái sạc B6 này. Cắm rắc GST vào. Và cắm vào sạc cổng balance. Sạc balance thì mình cắm vào cái rắc này. Đây là 3S này. Cell 3S này. Mình chọn chế độ sạc cái pin lipo nhé. Và chọn chế độ balance này. Để dòng sạc 1A và sạc pin 3S. Đó, như vậy nó đang sạc rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tách nốt hai cái cục 4S này ra nhé, để lấy ra hai cái cell này nữa, đóng thành một cái cục 3S nữa. Vậy là mình đã tách được ba cái cục 4S thành ba cục 3S. Bây giờ mình sẽ đóng nốt là ba cái cell này thành một cục 3S nữa. Cất này sang một bên. Ở đây nó có, các bạn để ý ở đây nó có ký hiệu là cực dương và cực âm này. Cực dương là bên này.
và cực âm là bên này. Mình có thể lấy cái đồng hồ để mình đo cho chính xác hơn. V này. Nếu mình đảo kim thì nó sẽ âm 3,5V. Đấy, các bạn thấy ra số âm chưa? Như này là sai nhá. Đấy, như này là dương này. 3,5V này. Thì là chiều của cái cực pin này như này là đúng. Cực này là dương, cực này là âm. Rồi bây giờ mình sẽ đấu nối tiếp nhau ba cái cell này. Đây cực dương này. Dương đấu với cực âm nhá. Mình lấy cái bút mình đánh dấu cho nó chắc. Cực mình đánh dấu là cực dương nhé. Dương này. Đấy, mình đánh dấu cho đỡ nhầm. Rồi, mình thử đo nhé. Điểm này không vô này. Không vô này. Điểm này là 11 vô này. Đó, 11 vô. Điểm này là 3,5 vô này. 3,7 vô này. 7,4V này. Đấy, chuẩn rồi các bạn. Vậy là mình đã đóng xong bốn cái cell 3S. Đấy, cái viên này cháu hơi xấu một chút nhưng không sao. Từ 3 viên 4S mình đã tách ra thành 4 viên 3S. Dung lượng là 8600mAh. 4 viên này.
Rồi, video của mình kết thúc ở đây. Các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình. Nhớ đăng ký kênh của mình để được xem những video mới hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.